xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền Thanh Hóa. Bản tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các địa phương trong tỉnh tăng cường các biện pháp nhằm siết chặt công tác quản lý đối với những người đang cách ly y tế tại nhà. Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện DDCI được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương tại tỉnh Thanh Hóa trong những năm tới. Nguy cơ mất an toàn giao thông từ phương tiện bè mảng tại xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân. Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế vừa có văn bản về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho trẻ em từ 15 đến 17 tuổi. Trên cơ sở số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ và số lượng trẻ em từ 15 đến 17 tuổi trên địa bàn, Sở Y tế đã phân bổ cho các địa phương và giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện cấp phát vaccine và các vật tư tiêm chủng kèm theo. Việc tiêm chủng sẽ được tổ chức tại các cơ sở y tế hoặc các điểm tiêm chủng lưu động. Các địa phương chủ động bố trí các tổ đội cấp cứu lưu động, thường trực tại các điểm tiêm, sẵn sàng xử lý các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiêm chủng. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tiếp nhận vaccine và hoàn thành việc tiêm chủng trước ngày 2 tháng 12 năm 2021. Trong đợt này, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiêm phủ mũi 1 cho khoảng 117.000 trẻ em, từ 15 đến 17 tuổi, tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Như vậy, sau khi hoàn thành tiêm chủng, tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đối với trẻ em từ 15 đến 17 tuổi sẽ đạt khoảng 82%. Hiện tại, tỉnh Thanh Hóa có trên 11.000 người đang được cách ly y tế tại nhà. Nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm quy định về cách ly thì hậu quả sẽ rất khó lường. Do vậy, các đại phương trong tỉnh tăng cường các giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý đối với những người đang cách ly y tế tại nhà. Từ đầu tháng 11 đến nay, trung bình mỗi ngày thị trấn Quý Lộc huyện Yên Định có khoảng 10 công dân từ tỉnh ngoài trở về địa phương. Với phương châm phòng chống dịch COVID-19 từ sớm từ xa, chính quyền địa phương đã chủ động đến từng hộ gia đình, nắm thông tin về những người đang làm ăn xa có nhu cầu trở về địa phương, lịch trình di chuyển. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân tự giác phối hợp để thực hiện biện pháp cách ly phù hợp khi trở về địa phương. Bên cạnh đó, thị trấn cũng phát huy vai trò của các tổ giám sát cộng đồng nhằm đảm bảo việc cách ly tại nhà được thực hiện theo đúng quy định của ngành y tế. Việc giám sát của các hộ, mà người ta đang cách ly này là chúng tôi giao cho các tổ giám sát của thôn. Một ngày là sẽ hai lần, mà trong tổng cả xã thị trấn của chúng tôi là có 10 tổ giám sát cộng đồng. Trong đó mỗi tổ thì khoảng tầm từ 8 đến 10 người, thì cứ một ngày là hai lần là người ta đi. Còn cái tổ của xã là sẽ kiểm tra đột xuất, có thể ngày có đêm. Bất cứ lúc nào chúng tôi đã kiểm tra mà thấy có dấu hiệu là chúng tôi sẽ gọi tổ lại và tìm hiểu lý do vì sao để nhanh chóng kịp thời rồi đôn đốc nhắc nhở họ. Kinh nghiệm thực tế từ các địa phương trong tỉnh cho thấy để việc cách ly y tế tại nhà đảm bảo an toàn đúng quy định thì vai trò của chính quyền cơ sở và các tổ giám sát cộng đồng là rất quan trọng. Đồng thời các biện pháp cũng phải được triển khai đồng bộ từ tuyên truyền vận động đến việc kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kết hợp với phương án đảm bảo an sinh xã hội. Cái việc mà giám sát và xử phạt thì cũng thực hiện rất nghiêm minh. Đến nay chúng tôi cũng đã phạt trên 30 trường hợp là không thực hiện tốt cái việc cách ly tại gia đình. Công tác tuyên truyền phủ đến tận người dân và trên khắp địa bàn các thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện thì bình quân là 5 lượt trên một ngày. Tăng cường cái kiểm tra giám sát các cái trường hợp mà địa bàn có khó khăn ví dụ như là cái thuộc diện mà phải cách đi nhiều thì huyện đã chỉ đạo các xã rồi cả hệ thống chính trị vào cuộc và đảm bảo cái nhu cầu thiết yếu ví dụ như là lương thực thực phẩm cho người dân. Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và thủ đô Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng cao trong khi đó, từ khi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết 128 của chính phủ, việc di chuyển đi lại giữa các tỉnh cũng được nới lỏng. Thời gian tới, dự báo lượng người từ ngoài tỉnh trở về Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cao, do vậy việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch là rất cần thiết, trong đó có việc siết chặt quản lý các trường hợp cách ly tại nhà. Thực tế trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số trường hợp vi phạm quy định khi cách ly tại nhà làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, gây nên hậu quả rất nặng nề. Xin được tiếp tục bản tin thanh hóa ngày mới với một số thông tin kinh tế vừa được chúng tôi cập nhật. 11 tháng năm 2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài FDI đạt 26,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể có 1.577 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt gần 14,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,76% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 14 tỷ đô la Mỹ, chiếm 53% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành sản xuất phân phối điện mặc dù thu hút được số lượng dự án mới điều chỉnh cũng như góp vốn mua cổ phần không nhiều Song với quy mô dự án lớn đứng thứ hai, nên tổng vốn đầu tư trên 5,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 21,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. 10 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả Việt Nam đã đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Đây là một con số ấn tượng khi các doanh nghiệp trong ngành cũng phải trải qua thời kỳ xuất khẩu sụt giảm nghiêm trọng bởi giãn cách và dịch bệnh. Với đà tăng từ thị trường cũng như dư địa từ các hiệp định thương mại tự do và doanh nghiệp đang tăng tốc xuất khẩu dự kiến kim ngạch cả năm sẽ đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ. Tổng cục Quản lý Thị trường vừa ban hành kế hoạch số 07 năm 2021 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Theo đó, kế hoạch cao điểm của Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ tập trung vào 6 nội dung chính và các địa bàn mặt hàng trọng điểm cần tăng cường kiểm tra kiểm soát, trong đó cục quản lý thị trường tại tuyến biên giới cửa khẩu phía bắc miền trung tây nguyên biên giới tây nam với các mặt hàng trọng điểm như pháo nổ thuốc lá rượu bia nước giải khát hàng thời trang khí dầu mỏ hóa lỏng hàng thực phẩm mỹ phẩm gia súc gia cầm thiết bị y tế đường cát nước giải khát hàng điện tử điện lạnh đã qua sử dụng thuốc lá điếu xăng dầu phân bón thuốc bảo vệ thực vật các tỉnh trong nội địa sẽ tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát hàng hóa tại các trung tâm thương mại chợ đầu mối chợ chuyên doanh chợ dân sinh các tuyến phố buôn bán sầm uất chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán và mặt hàng y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngành đường sắt thực hiện nhiều chính sách giảm giá đối với hành khách mua vé tập thể tàu Tết Nhâm dần 2022, mức giảm cao nhất 13%. Cụ thể, hành khách mua vé tập thể được giảm giá tùy theo số lượng khách trong đoàn và thời gian mua trước ngày đi tàu. Đoàn từ 10 đến 50 người khi mua trước từ 1 đến 4 ngày được giảm 2%, trước từ 5 ngày trở lên được giảm 4%. Tương tự, đoàn từ 51 đến 100 người được giảm 4% và 6%, đoàn từ 101 người trở lên được giảm 6% và 8%. Chính sách trên áp dụng trong giai đoạn từ ngày mùng 4 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022 đối với tàu số chẵn và từ ngày 20 tháng 1 đến ngày mùng 3 tháng 2 năm 2022 đối với tàu số lẻ. Hành khách là sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, đi tàu từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022 sẽ được giảm 20%. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Thanh Hóa luôn được xếp trong nhóm khá của cả nước. Tuy nhiên, điểm số và thứ hạng chưa ổn định và chưa có sự đột phá. Với mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện DDCI. Việc triển khai DDCI Thanh Hóa được xem là giải pháp quan trọng để cải thiện năng lực điều hành của cấp sở ngành và địa phương có phần vào cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Bộ chỉ số DDCI Thanh Hóa được xây dựng gồm 8 chỉ số thành phần tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và vai trò của người đứng đầu, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai. Trong đó các chỉ số từ 1 đến 7 được dùng để chấm điểm xếp hạng đối với nhóm 25 các sở ban ngành cấp tỉnh. Các chỉ số từ 1 đến 8 được dùng để chấm điểm xếp hạng đối với nhóm 27 ủy ban nhân dân cấp huyện thị thành phố. Theo VCCI Thanh Hóa, đơn vị chủ trì thực hiện đề án DDCI Nền tảng chủ yếu và cách thức triển khai của Bộ Tiêu chí DDCI dựa trên sự kế thừa Bộ Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Mục tiêu tổng thể của việc triển khai DDCI là thúc đẩy cải thiện chất lượng điều hành của các sở ngành, huyện, thị xã, thành phố, tạo động lực cải cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành các cấp nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch tại địa phương. Như chúng ta đã biết thì đối với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động và đối với cái khả năng thu hút đầu tư tốt hay không là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái công cuộc cải cách hành chính. Muốn tỉnh ta cải cách được thủ tục, tục hành chính thì phải đi từ cấp cơ sở, từ cấp huyện, thị, sở, ngành và thậm chí là phải sâu hơn nữa là xuống đến cấp xã, phường. VCCI Thanh Hóa dự kiến sẽ lựa chọn gửi 4.000 phiếu khảo sát đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ cá thể. Phương pháp đánh giá dựa trên các nguyên tắc, sát thực tế, gắn trách nhiệm cụ thể có tính khả thi, chính xác, khoa học và minh bạch, có ý nghĩa bảo mật thông tin. Đây sẽ là kênh thông tin quan trọng và khách quan, giúp các doanh nghiệp phản ánh, đánh giá công tác điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, thái độ trách nhiệm tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ. Đây là một cái cơ hội rất là tốt để các doanh nghiệp ở trong tỉnh có cái cơ hội để tham mưu, để cống hiến cho lãnh đạo tỉnh trong cái việc mà cải thiện cái môi trường đầu tư cũng như là cải cách hành chính và qua cái việc làm này thì chúng tôi rất là kỳ vọng là cái vấn đề là cái uh, vấn đề giải quyết các cái vấn đề mà vướng mắc của các doanh nghiệp sẽ được uh, nhanh chóng hơn, thấu tình đạt lý hơn. Việc triển khai đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện DDCI được kỳ vọng sẽ là một trong những giải pháp thiết thực hiệu quả để tìm ra các trở ngại, nút thắt điểm nghẽn liên quan trực tiếp tới năng lực điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại cấp sở ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Xuân, nhiều hộ dân ở thôn Vịnh, xã biên giới Bát Mọt đã phát triển chăn nuôi có hiệu quả. Đặc biệt, thay vì chăn nuôi tại gia đình, các hộ đã thành lập các tổ hợp tác, tổ chức chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tổ hợp tác chăn nuôi lợn nái đen của phụ nữ thôn Vịnh xã Bát Mọt được thành lập năm 2018 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ Ban đầu tổ hợp tác có 15 thành viên, mỗi thành viên được hỗ trợ một con lợn giống. Khi lợn sinh sản lớn đầu, mỗi hộ sẽ trao tặng cho hộ khác một con giống để nhân rộng mô hình. Đến nay tổ hợp tác đã có trên 30 hộ chăn nuôi lợn. Các thành viên trong tổ hợp tác sẽ phân công nhau chăm sóc đàn lợn nhằm giảm bớt công lao động. Hiện nay mỗi thành viên trong tổ hợp tác đều có ít nhất hai con lợn nái trở lên. Mỗi năm một lợn nái sinh sản hai lứa, một lứa 6 đến 8 con, mỗi con giống khi nuôi khoảng 10 kg có giá bán 1,5 triệu đồng. Nhờ đó trong năm, mỗi hộ trong tổ hợp tác có nguồn thu khoảng 20 triệu đồng trở lên từ chăn nuôi. Mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trực tiếp giám sát theo dõi đảm bảo phát triển có hiệu quả. Chăn nuôi theo tổ hợp tác thì chị em chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật nuôi giống và chia sẻ mối tiêu thụ với nhau thì cảm thấy thuận lợi và tiêu thụ nhanh và được giá thành thuận lợi hơn thì mô hình ngày càng mở rộng. Ngoài tổ hợp tác chăn nuôi lợn nái đen, phụ nữ thôn vịn xã Bát Mọt còn có tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản. Mô hình này ban đầu có 8 thành viên tham gia, được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Xuân hỗ trợ 8 con bê giống để nuôi sinh sản. Tổ hợp tác cũng tổ chức chăn nuôi tập trung, bố trí quỹ đất trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn cho bò. Đến nay sau 2 năm, tổ hợp tác đã có 20 thành viên tham gia chăn nuôi bò. Hiện mỗi hộ trong tổ hợp tác đều đã được bán ít nhất một con bê có giá trên dưới 10 triệu đồng. Chuyển đến chăn nuôi tập trung thì rất thuận lợi cho nguồn thức ăn, việc trồng cỏ trồng sắn thì rất thuận lợi. Còn thứ hai nữa là rất là đảm bảo vệ sinh môi trường, đàn bò đàn đợn thì phát triển rất tốt. Hiện nay thôn Vịnh xã Bát Mọt có 176 hộ dân thì có 50 hộ tham gia các tổ hợp tác chăn nuôi. Các tổ hợp tác chăn nuôi tập trung cách xa khu dân cư đảm bảo được các điều kiện bảo vệ môi trường, chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Các mô hình này đã góp phần duy trì bền vững và từng bước nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của thôn vịn. Thôn đã được công nhận đạt các tiêu chí nông thôn mới từ năm 2019. Trước thực tế, thời gian qua có một số cơ quan báo chí, chủ yếu là tạp chí thuộc các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật, sách nhiễu cơ quan, doanh nghiệp địa phương. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn chấn trình tình trạng này. Công văn nêu rõ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra giả soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí theo đúng quy định, trong đó tập trung về các hành vi cơ quan báo chí thực hiện không đúng tôn chỉ mục đích, hành vi người đứng đầu cơ quan báo chí cử hoặc giao quyền cho cấp dưới cử nhà báo, phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ mục đích. Đối với những vụ việc phức tạp có dấu hiệu vi phạm hình sự, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chuyển phối hợp các cơ quan chức năng xem xét xử lý. Bộ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành thực hiện và chỉ đạo các sở ngành địa phương, cơ sở trực thuộc phối hợp cung cấp minh bạch thông tin đối với những yêu cầu cung cấp thông tin đúng quy định, đúng tôn chỉ, mục đích, đảm bảo quyền được thông tin của cơ quan báo chí, đảm bảo các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật, kiên quyết không thực hiện hợp đồng truyền thông, quảng cáo khi có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu trục lợi. Từ năm 2012 đến tháng 11 năm 2021, tổng số tiền thu được về quỹ bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai của tỉnh Thanh Hóa đạt 207,6 tỷ đồng, trong đó tiền thu từ dịch vụ môi trường rừng là 128,6 tỷ đồng, tiền thu từ trồng rừng thay thế là 79 tỷ đồng tính đến cuối tháng 11 năm 2021 toàn tỉnh có hơn 380.000 hecta tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Ban quản lý quỹ bảo vệ phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng chấp hành tốt nghĩa vụ theo quy định, kê khai nộp đầy đủ tiền dịch vụ môi trường rừng phát sinh hàng năm, không có tình trạng nợ tiền dịch vụ môi trường rừng. Hiện nay quỹ đang tiếp tục ra soát để triển khai mở rộng nguồn thu dịch vụ môi trường rừng từ các cơ sở sản xuất công nghiệp và dịch vụ có sử dụng nguồn nước. Nguồn thu này dùng để chi trả cho các chủ rừng là tổ chức cá nhân, hộ gia đình trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng, góp phần ổn định đời sống người làm nghề rừng, thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trong mục điểm báo. Luận đàm về vấn đề phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới đặc biệt là sau khi nghị quyết 128 của chính phủ ra đời. Mục lăng kính trên báo Nông nghiệp Việt Nam đăng tải ý kiến của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho rằng đã đến lúc cần phải có cơ chế giám sát và xử lý những địa phương chưa thực hiện đúng tinh thần của nghị quyết. Mới đây, tỉnh Bạc Liêu quy định nghiêm cấm người dân ra đường từ 20 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Theo tác giả bài báo, không có một cơ sở khoa học nào có thể chứng minh virus corona hoành hành dữ dội vào ban đêm hơn là vào ban ngày cấm người dân ra đường vào ban đêm vừa không có tác dụng giảm bớt lây nhiễm, vừa tạo thêm không khí nặng nề cho tâm lý cộng đồng, đã đến lúc cần phải tái khẳng định một lần nữa về tinh thần thích ứng linh hoạt hiệu quả và an toàn của nghị quyết 128. Những quy định của địa phương nếu không được sự tham vấn chuyên môn của Bộ Y tế thì rất dễ gây ra phiền phức cho người dân tái sản xuất, lao động và kinh doanh. Do đó, nâng cao ý thức phòng chống dịch cho người dân quan trọng hơn việc đưa ra các lệnh áp đặt hành chính cứng rắn. Việt Nam đặt mục tiêu trong 3 năm tới 90% các cơ sở phân phối không còn tình trạng bày bán hàng giả một cách công khai ở siêu thị, trung tâm thương mại. Các hộ kinh doanh cũng cam kết không tiêu thụ hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Báo Tuổi Trẻ đánh giá đây là những mục tiêu làm giấy lên hy vọng mới trong công tác phòng chống hàng gian, hàng giả vốn y ạch nhiều năm qua. Ước tính ở Việt Nam có từ 7 đến 8 lực lượng tham gia công tác chống hàng giả, hàng lậu như Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, nhưng đến nay công tác này vẫn chưa thực sự hiệu quả không những thế hàng giả từng bị phát hiện tập trung ở những kho hàng lớn ngay sát các tỉnh biên giới với trung quốc những lý do được tổng cục quản lý thị trường nêu ra như vị trí địa lý đường biển dài hay người tiêu dùng có tâm lý xính ngoại chỉ là những vấn đề khách quan còn chủ quan vẫn là sự buông lỏng quản lý đối với hàng giả của chính các cơ quan chức năng sự phát triển nhanh chóng của các sàn thương mại điện tử càng khẳng định thêm tính lâu dài và cam go của cuộc chiến chống hàng giả do vậy bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số Tăng cường hợp tác quốc tế thì các cơ quan chức năng cần nâng cao chất lượng cho lực lượng quản lý thị trường, năng lực thực thi, điều tra phát hiện cũng như xử lý vấn đề hàng gian hàng giả nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi người tiêu dùng luôn được bảo vệ. Thời gian qua, nhiều lãnh đạo các bệnh viện trên toàn quốc đã bị bắt giữ do các sai phạm trong lĩnh vực y tế. Báo đại đoàn kết khẳng định đây là hành vi ăn chặn trên lưng người bệnh, tìm đủ cách để có tiền đút túi riêng và không cần quan tâm đến số phận khốn khổ của bệnh nhân, vi phạm nghiêm trọng lời thề Hippocrates. Lý giải cho câu hỏi vì sao có nhiều cán bộ y tế, trong đó có lãnh đạo các bệnh viện, lại làm trái lời thề Hippocrates đến vậy. Bài báo cho rằng đó là do những người tuyên thệ không thực tâm, mà chỉ là hình thức thủ tục cho có. Thêm vào đó, không có chế tài để điều chỉnh những người vi phạm lời thề, nếu họ chưa đến mức vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Cũng có một số ý kiến bao biện cho các cựu lãnh đạo ngành y rằng họ chỉ giỏi chuyên môn cứu người, lại bắt họ làm quản lý kinh tế. Tuy nhiên, đây chỉ là cách giải thích cưỡng từ đoạt lý. Nếu cảm thấy không đủ năng lực lãnh đạo bệnh viện, tại sao lại nhận nhiệm vụ? Đó chẳng phải vì lòng tham, sân si hay sao? Nếu mỗi nhân viên y tế tuân thủ nghiêm lời thề Hippocrates thì sẽ không có những chuyện đáng tiếc như trên xảy ra. Môi trường văn hóa số định vị giá trị Việt Nam là bài viết đáng chú ý vừa đăng tải trên báo Nhân dân. Trong đó, phản ánh thực tế việc xây dựng môi trường văn hóa số là xu hướng toàn cầu, ngày càng trở nên cấp thiết nhưng tại Việt Nam, công tác này đang có phần chậm trễ hơn so với các ngành nghề lĩnh vực khác. Theo báo Nhân dân, không chỉ đơn thuần giúp lưu trữ thông tin, bảo tồn các di sản, tư liệu quý hiếm, công nghệ còn giúp cho việc tiếp cận của công chúng trở nên dễ dàng, sự lan tỏa, hiệu quả quảng bá, các giá trị văn hóa dân tộc không ngừng được nhân rộng, vượt ra ngoài giới hạn thời gian không gian. Như Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, nhờ quá trình tư liệu và số hóa di sản đã thực hiện thành công nhiều hồ sơ đệ trình UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đó là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt ở Nam Định, dân ca ví dạo nghệ tĩnh. Công nghệ chính là chìa khóa của sự phát triển, bởi vậy, xây dựng môi trường số hóa trong lĩnh vực văn hóa là điều chúng ta cần sớm triển khai một cách đồng bộ, có chiến lược lâu dài, góp phần định vị và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng xe quá tải lưu thông trên quốc lộ, đường đô thị và một số địa phương có xu hướng gia tăng. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và các đơn vị liên quan trực thuộc bộ tăng cường kiểm soát tải trọng xe dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và chính quyền cấp cơ sở tăng cường phối hợp triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn địa phương bằng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được cấp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời đề nghị các địa phương chủ động chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe, đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải và chế tài xử phạt vi phạm. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý chuyên ngành đẩy mạnh kiểm soát tải trọng xe theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, chú trọng đến việc kiểm soát tải trọng xe tại các khu vực đầu nguồn hàng, cảng, bến, nhà ga, kho bãi. Nằm cách trung tâm xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân chưa đến 3 km, thôn Thanh Cao như một ốc đảo ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi dòng sông Chu, để kết nối với bên ngoài, nhiều năm nay gần 300 nhân khẩu của thôn chỉ có cách là đi bè mảng hoặc đò nên tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn, nhất là trong những ngày thời tiết xấu hoặc mưa lũ. Không có áo phao, dụng cụ nổi hay thiết bị phòng khi sự cố xảy ra. Thế nhưng trẻ con, người lớn, xe máy, xe đạp, tất cả đều được chất lên bè mảng. Nếu nước cạn sẽ được chủ bè dùng sao chống, còn nếu nước hơi to sẽ được kéo bằng sợi dây thừng, nối từ bờ bên này qua bờ bên kia. Trường hợp nước chảy xiết, người đi đông thì bè chỉ dùng để kéo xe đạp xe máy, còn người sẽ chuyển sang đi đỏ. Đây là cách đi lại duy nhất người dân thôn Thanh Cao, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân vẫn duy trì từ nhiều năm nay để đi học, đi làm, giao lưu với bên ngoài. Mỗi một ngày đi đưa con là 8 lần, nếu mà học hai buổi là 8 lần, còn nếu mà học một buổi là 4 lần còn là nước, nước sông như thế này thì chúng em thì va chạm ngoài một từ nhỏ rồi thì cũng nhưng mà những cái lúc giờ các cháu đi học về á là nước xã rất là to nên là cũng sợ lắm Đùa mãng mà cái lúc nước sông mà nếu mà họ xã to là sợ là gì nhiều lúc là coi như mãng hắn cứ chìm xuống đi hắn xít là đi là coi như là trong là không an toàn được cho nên rất sợ nhưng mà chờ ở bên đây thì không đi thì cũng không có đường nào mà đi được cả Thôn có gần 300 nhân khẩu, trong đó có trên 40 cháu đang học từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Do nằm cách biệt bên sông Chu, trong khi các trường học đều nằm bên phía trung tâm xã Thọ Thành, nên học sinh và người dân thôn Thanh Cao phải chấp nhận đánh cược tính mạng của con em mình trên những chuyến đò bè mảng để kịp giờ đến trường. Đối với chính quyền địa phương thì có nắm bắt cái tình hình hàng ngày về cái việc qua đò qua sông của người dân bên bến đò Thanh Cao thì cũng đã nắp cái hệ thống camera giám sát thường xuyên cái mật độ người dân qua lại cũng như là cái mực nước tại bến đò này. Khi mực nước không đảm bảo hoặc lượng người không đảm bảo thì sẽ có lực lượng an ninh sẽ ra để điều hành để đảm bảo làm sao là bà con qua sông nó an toàn. Được biết quyết định số 4029 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tổ Rồng nối giữa xã Thọ Thanh và xã Xuân Cao. Dự án được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại an toàn. Vì vậy, hơn lúc nào hết, người dân thôn Thanh Cao, xã Thọ Thanh mong muốn dự án sớm thành hiện thực để không phải nơm nớp nỗi lo mất an toàn rình rập mỗi khi qua sông bằng bè mạng và con đường đến trường của những học sinh nơi đây bớt phần khó khăn. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.